Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Lão Nông Bình Dương Community Channel. Thì hôm nay em xin làm clip chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn về cái cách chiến heo nha. Thì mình phải chuẩn bị thứ nhất là cái lưỡi lam, và thứ hai là cái chai cồn 90 độ nha cô chú anh chị và các bạn. Cồn 90 độ này là dùng để sát trùng, sát khuẩn cho máu nó không có bị chảy ra. Và thứ ba là Rovidin. Rovidin 10% nha cô chú anh chị và các bạn. Thì bây giờ em xin chia sẻ cái cách thiến heo để cô chú anh chị và các bạn mình thiến nha. Thì nói chung thiến heo thì mình đừng có tiếc cồn và Rovidin, bởi vì cồn có thể làm cho vết thương nó bị cháy và nó không có bị chảy máu nha. Còn Rovidin thì nó y như là nó sát trùng vậy đó, nó sát trùng vậy đó nghe cô chú anh chị và các bạn. Đó thì đây là cái trứng giấy của nó này nha, để xích vào đây chút xem. Thì đây là cái trứng giấy của nó. Đầu tiên á, thì mình sẽ dùng cồn nha. Mình làm cho mát cái vết thương đi. Thì mình mới nặn cái trứng giấy ra và dùng một cái lưỡi lam thật bén, cắt một cái nào cái đó cho nó dứt khoát, đừng có để cho con heo nó giải nhiều nha. Bởi vì khi mà nó giải nhiều á thì nó sẽ ra máu nha cô chú anh chị và các bạn. Thay vì nếu như mà ấy á, là mình có thể á, là mình dùng kéo hoặc ben để mà mình cắt cái trứng giấy của nó đi, nhưng mà do là bây giờ em thiến quen rồi thì không cần phải dùng ben nữa. Cứ như vậy á, thì mình cứ xịt cồn lên, còn 90 độ nó sẽ làm cho cháy cái vết thương nó đi và nó không có chảy máu nha cô chú anh chị và các bạn. Cái trứng thứ hai á, thì cũng vậy như vậy, mình cũng sẽ rạch. Nếu mà ai mà muốn heo mà nó chỉ có một lần mổ á, thì mình đưa về cái lỗ đầu tiên, nhưng mà như vậy thì nó sẽ rất là lâu, có thể là làm mất sức con heo và ảnh hưởng. Thì mình cứ việc cắt cái lần thứ hai, cái này nó cũng mau lành lắm cô chú anh chị các bạn, chừng 10 ngày á là nó sẽ lành rồi, cho nên mình cứ việc mình cắt. Nếu sau là mình đảm bảo mình thiến cho thật là nhanh, máu nó không có chảy ra là được rồi nha cô chú anh chị và các bạn. Thì đó là em vừa thiến xong cái con heo thứ nhất. Sau khi thiến xong thì mình cứ cho cồn vào khỏi mát, đừng có tiếc cồn đó. Và Rovidin 10% mình đổ vào cái vết thương, cứ đổ nhiều vào, bởi vì cồn và Rovidin này rất là rẻ nha, chừng dưới 10.000 đồng là đã mua được một chai cồn và một chai Rovidin rồi, cho nên mình đừng có tiếc nó. Như vậy thì con heo nó sẽ không có bị chảy máu nha cô chú anh chị và các bạn đó. Còn nếu như mà ai mà kỹ nữa thì có thể dùng lọ nồi trộn với dầu phộng và mình thoa lên cái chỗ vết thương này nha. Thì đó là em thiến xong một cái con heo thứ nhất, và bây giờ em sẽ tiếp tục thiến cái con heo thứ hai. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Và đây là một cái con heo thứ hai. Trước mắt cô chú anh chị và các bạn là một cái trứng giấy thật to nha. Con heo này thì nó già lắm rồi, kéo xích lên chút.
đó, hai cái trứng giá rất là to luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Mình cứ cho cồn lên thì như vậy cồn nó sẽ làm cho cái trứng giá nó y như là nó tê á, nó mất cái cảm giác, sẽ giảm đau cho con heo nha. Đó. Mình cứ gạch dứt khoát nha cô chú anh chị và các bạn, đó thì cái trứng nó lòi ra đó. Không đảm bảo là mình không cần thiết là mình phải dùng ben, dùng kéo, chỉ cần mình thiến như thế nào để cho con heo nó không có chảy máu là được rồi. Chứ có những người rất là ẩu nha cô chú anh chị và các bạn, vừa cứ rạch ra thấy trứng giái là họ nắm họ bứt như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con heo sau này nha. Có thể là con heo nó bị bứt ruột và nó sẽ lâu lớn nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, thì cô chú anh chị và các bạn thấy cái trứng giái sau khi mà mình cắt ra, những cái con heo mà nó bắt đầu mà nó tập tành, nó nhảy đực á, thì những cái trứng của nó rất là to và da giái của nó rất là dày nha cô chú anh chị và các bạn. Và tiếp theo là mình cứ cho Rovidin vào, cứ thiến như thế này, cứ đừng tiết cồn, đừng tiết Rovidin thì em đảm bảo với cô chú anh chị và các bạn 10 con sẽ sống đủ 10 con không và mau lớn. Chẳng hạn như cô chú anh chị và các bạn thấy không, so sánh giữa hai cái trứng giái, một cái con heo lớn nó tập tành, nó nhảy đực thì cái trứng giái của nó rất là to nha. Còn những cái con heo mà nhỏ chưa có dậy thì á, thì cái trứng giái của nó nhỏ nha cô chú anh chị và các bạn. Và đây là cái con thứ ba nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, thì mình cứ cho cồn lên để cho nó tê cái trứng giái nó đi, như vậy sẽ giảm đau cho con heo nha. Đó, và mình bắt đầu, do là cái trứng giái này nó cũng nhỏ nha nên cũng khó tìm, kéo vô xích chút nữa. Khi mà mình thiến heo thì mình hạn chế cho heo nó di chuyển và nó chạy nhiều nha cô chú anh chị và các bạn, bởi vì nếu như mà như vậy á, máu nó sẽ ra, nó sẽ làm mất sức con heo. Còn nếu như mà máu mà cứ ra hoài á, thì sẽ làm cho con heo nó chết nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, thì em vừa chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn thấy là cái cảnh mà thiến heo á nha. Thì sau khi thiến á, những con heo nó vẫn ăn bình thường như thế này thì chứng tỏ là mình thiến heo nó không có bị đau, không có bị chảy máu nha. Đó, nếu như mà đau chảy máu thì có thể là con heo nó sẽ bị nằm luôn,
nó không có ngòi gì ăn nha cô chú anh chị và các bạn. Đó thì cái kỹ thuật khiến heo đó là của riêng em, thì em muốn chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn. Thì qua đây em cũng muốn nói là khiến heo thì mình phải nhanh tay chính xác, đừng có để cho con heo nó chạy nhiều. Bởi vì khi mà con heo mà nó chạy nhiều á thì máu nó sẽ chảy ra, như vậy thì sẽ làm cho con heo nó bị mất sức nha. Còn nếu như mà cô chú anh chị và các bạn nào mà muốn con heo mình á mà nó mau lành hơn nữa thì có thể dùng cái cách cổ truyền của ông bà mình ngày xưa, đó là lọ nồi pha với dầu phộng nha cô chú anh chị và các bạn. Như vậy thì con heo nó sẽ cầm máu và nó sẽ mau lành vết thương hơn nha. Em xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn có thật nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Đừng quên like, share, subscribe kênh Lão Nông Bình Dương. Em xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo.